Hello mọi người ơi, công ty này đang tuyển người nha. Lương căn bản 4 triệu 9 luôn. Lương cao ghê á. 9 đến 12 triệu một tháng nha. Đủ nhiều nhiều loại tiền lắm này. Đây này nó cho nhiều loại tiền lắm này. Nhìn này. 4 triệu 9 lương nhà ở. Phụ cấp nhà ở, phụ cấp xăng xe luôn này. Nhiều phụ cấp lắm này. Ở dưới kia có công ty nhựa làm cũng khỏe lắm nha. Ở dưới kia kìa. Ở bên đó cũng có công ty nhựa làm khỏe lắm. Bên trên này cũng có công ty may. Đấy, còn bên này là công ty gỗ nha mọi người nha. Đây là đường N2 nha. Đường N2 Đại Đăng nha. Đường N2 Đại Đăng đang tuyển người nha. Lương cao nè. Đây này xem nào, có địa chỉ là đâu? Địa chỉ ngay đây mà. Địa chỉ đây này. Địa chỉ đây nha. Ai chưa có việc làm thì comment nha. Đường N2, N3, sóng thần 3. Cái này gọi là sóng thần 3 ta. Thành phố Thủ Đức 1. Cái này mà gọi là thành phố Thủ Đức 1 rồi. Công ty gỗ này lương cao lắm. Công ty gỗ này làm tháng mười mấy triệu, tháng 12 triệu đấy. Tháng được 12 triệu á, 12 triệu trở lên á. Nó tăng ca nhiều á. Ăn nhau ở chỗ tăng ca á. Tuổi từ 18 tuổi trở lên nhá. Đóng bảo hiểm nó đầy đủ hết á. Sơ yếu lý lịch hồ sơ đầy đủ nhá. Ở bên kia thì công ty nhựa nhá. Tuyển từ 18 đến 45 tuổi nhá. Công ty nhựa mình mới đi hỏi về á. Hồi nãy mình mới đi hỏi về ở bên kia. Công ty nhựa làm khỏe lắm luôn á. Bên này thì công ty may cũng tuyển 500 lao động này. Rồi nhiều công ty lắm, ở đây họ tuyển nhiều lắm. Ai chưa có việc làm thì comment ở dưới nha. Đăng ký kênh mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết công ty nào còn tuyển nha. Chúc mọi người vui vẻ nha.